Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tí và Sky sẽ cùng nhau thực hiện thử thách như đã hứa ở tập trước. Thì thử thách hôm nay đó chính là thách nhịn cười khi xem hai. Bạn ơi, bạn xem hài không? Hãy đăng ký cho mình biết nha. Rồi, đây là Xuka đã chuẩn bị một cái máy tính và tay phone, chúng ta sẽ đeo vào nghe nha các bạn. Đây, và ngậm muỗng nữa chứ. Và ngậm muỗng nữa đó các bạn ơi. Wow, làm gì đẹp bạn. Chúng ta phải bỏ một quả chôm chôm ở trên đây. Ai cười chôm chôm nó sẽ rớt xuống và người đó sẽ là người thua cuộc. Yeah. Có hai vòng thi, một vòng là lấy muỗng của mình và một vòng là đổi muỗng nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta mở vô và xem ai sẽ là người thua cuộc nha. Chúng ta mà khi xem hài á thì cười rất là lớn và to, và cười có khi mà cười không thể nhịn được luôn đó các bạn. Trong cái thử thách này không biết ai sẽ là người thua cuộc đây. Xuka sợ quá, chắc là Tí là người thắng cuộc quá. Xuka sợ, Tí cũng sợ, chắc Xuka cũng thắng cuộc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem ai là người thắng cuộc. Để biết được người thắng cuộc thì chúng ta sẽ mở ra và xem nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngậm muỗng chôm chôm nha. Tí sẽ là người mở lên nha các bạn. Cái này là những trò hài hước nhất thế giới nha các bạn. Xuka chuẩn bị chưa? Tôi cười với bạn ơi. Tôi cười với bạn ơi. Các bạn thấy có cười không? Các bạn có muốn xem hãy đăng ký cho mình biết nha. Có cười á. Mắc cười đó các bạn ơi. Xíu nữa là quả chim chôn của mình rớt rồi các bạn. Mắc cười quá các bạn. Nghe tới kẻ nó nguy hiểm kìa. Có đâu. Trời chơi. Người chiến thắng rồi các bạn ơi. Sao cái gì của tí nó rung rung. Trời bác cười quá. Trái chôm chôm của tí đã rớt rồi. Trái chôm chôm của Xuka đang giữ thắng bằng quá. Người chiến thắng đó chính là Xuka. Yeah. Wow, hiệp 2 chắc chắn tí sẽ quê cho con. Chiến thắng đó các bạn ạ. Xuka sẽ là người thua cuộc một đó. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ hiệp 2 nha các bạn. Hiệp thứ hai, Sky và Tí sẽ mở một cái gì đó, một cái chương trình gì đó thật là mắc cười và hài hước nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đeo tay phone vào thôi Tí à. Tí quên đeo tay phone hả? Rồi, giờ ta sẽ đeo tay phone vào nha. Từ Sky. Rất là nhiều trò mắc cười các bạn ơi. Sky cười, Sky phải nín cười. Thì cười một cái là trái chung chung của Sky rớt một cái là xong Sky rồi đó các bạn. Rồi, Sky sẵn sàng chưa? Tôi bảo Xuka bỏ đi rồi à, Tí cũng bỏ mà các bạn. Tí quên. Rồi, nhìn bạch nha. Rồi. Một cười. Cười lên đừng có cười nữa nha, đừng cười nha. Trời ơi, nó đang cười. Nữa rồi các bạn ơi. Nó mắc cười đó các bạn ơi. Nó cười mà cái nồi cái chuka trong chôn nó bay xuống này. Gà nín là cười rồi các bạn ạ. Vậy là Xuka đã chiến thắng em hai này đúng rồi. Wow. Yeah. Vậy là cuối cùng người chiến thắng đó chính là Xuka. Yeah, Xuka đã nín cười, quên nín cười. Một tí nữa Xuka rớt nhưng Xuka lại nín cười đấy các bạn ơi. Rồi, video nhịn cười đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Các bạn nhớ ấn đăng ký của kênh Thái Anh Children TV nha. Tạm biệt.